quay đối đầu Nhật Bản ở vòng bảng Copa America 2019. Đội hình thi đấu và thành tích đối đầu của hai đội như sau. Bóng đá Ole cập nhật link xem trực tiếp ở dưới phần mô tả. Uruguay đối đầu Nhật Bản ở vòng đấu thứ 2, vòng bảng Copa America 2019. Cả hai đội đều đặt mục tiêu cao nhất là 3 điểm. Uruguay và Nhật Bản đúng thật là đỉnh cao và vực sâu. Một đội thắng đậm, thắng dễ trong trận mở màn, còn một đội thảm bại cũng với tỷ số 0-4, bằng với tỷ số Uruguay hạ gục Ecuador. Nói về mục tiêu thì chắc hẳn Nhật Bản sẽ tìm mọi cách để có điểm ở trận đấu này. Với việc Copa America 2019 sẽ lấy thêm hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, những đội bóng như Nhật Bản hoàn toàn có quyền mơ về một tấm vé vào vòng tứ kết. Để cụ thể hóa giấc mơ đó, Nhật Bản cần phải thi đấu thật quyết tâm ngay trong trận đấu này, giành điểm trước Uruguay trận này và chiến thắng trước Ecuador, đội bóng cũng thảm bại tại trận ra quân, sẽ là lộ trình chuẩn xác nhất của các Samurai xanh. Về Uruguay, đánh rơi điểm là điều khó đối với họ thời điểm hiện tại. Uruguay đang cho thấy sự đều đặn trong cả 3 tuyến, thậm chí hàng thủ của họ chính là bệ phóng cho các cầu thủ tấn công. Hàng công chứ danh của Uruguay chắc chắn không phải kể nhiều. Để có được một kết quả tốt ở trận này, Nhật Bản sẽ phải trải những bài toán khó ấy.